Và để tiếp nối chương trình, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần với tiến sĩ Tạ Cự Hải và Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình tổng kết kinh tế tài chính cuối tuần nhằm tìm hiểu nền kinh tế tại Hoa Kỳ. Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị tiến sĩ Tạ Cự Hải. Xin chào anh Tạ Cự Hải. Kính chào cô Minh Thúy và kính chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington. Dạ, xin anh cho biết trong tuần qua thì nền kinh tế tại Hoa Kỳ có những điểm gì đặc biệt? Thưa cô Minh Thúy và thưa quý thính giả, trong tuần lễ vừa qua thì vấn đề thất nghiệp tại Hoa Kỳ là một vấn đề được đặt ra. Thứ nhất là bởi vì cái số lượng của người nộp đơn xin quyền lợi thất nghiệp lần đầu gia tăng 16.000 người. Đây là lần đầu tiên nó xảy ra trong vòng 5-7 tuần vừa qua. Có 3.077.000 người thất nghiệp trong tuần lễ này, kết thúc vào 16 tháng 3, thưa quý vị. Tỷ số thất nghiệp tại Mỹ trước đây là 7.7% trong tháng 3 và hôm nay đã xuống 7.6%. Tuy nhiên, con số này không phản ánh trung thực cái tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Hiện tại chỉ có 88.000 công ăn việc làm được thêm vào trong tháng 3. Đó là cái điểm mà người ta chú ý rất là quan trọng trong tuần lễ này, thưa quý vị. Đây là cái tình trạng công ăn việc làm nước Mỹ đang đi xuống bởi vì có những lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì cái thuế của nước Mỹ bắt đầu đi lên. Cái thứ nhì là cái ngân sách để tiêu dùng trong nước Mỹ bắt đầu cắt giảm từ đầu tháng 4. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng thời tiết vừa rồi cũng là ảnh hưởng tới cái tình trạng thất nghiệp của nước Mỹ, là bởi vì thời tiết lạnh lẽo hơn lúc trước và do đó công việc làm cũng ít hơn. Thì đó là những yếu tố mà làm cho công ăn việc làm đi xuống trong cái tuần này, thưa quý vị. Và ngoài ra nó không phản ánh đúng cái tỷ số thất nghiệp, là bởi vì có gần 500.000 người đã ra khỏi thị trường làm việc, là bởi vì họ đã bỏ cuộc không còn tìm việc làm nữa. Thì do đó mà tỷ số 7.6% thất nghiệp hôm nay có được, nó không phản ánh trung thực cái tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, cái số phiếu đặt hàng tại nước Mỹ tăng 3% trong tháng 2, đó là dấu hiệu tốt. Ba hãng xe hơi chính nước Mỹ là GM, Ford và Chrysler bán xe tăng lên 5% trong tháng 3 và Toyota tăng 1%. Tuy nhiên, cũng có một cái ưu điểm của sự cắt giảm số giờ việc làm, đó là Bộ Quốc phòng đã cho nghỉ việc một ngày mỗi tuần trong 14 tuần liên tiếp thay vì là 22 tuần như trước đây dự định. Thì đó là dấu hiệu tốt. Dạ thưa anh, thì nếu như vậy thì thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ trong tuần qua ra sao ạ? Dạ thưa cô Minh Thúy và kính thưa quý khán giả, thị trường chứng khoán trong 2 tuần qua nhờ ngành y tế của Mỹ, healthcare, có cái sự lợi nhuận nhiều hơn so với những lần trước. Đặc biệt là chính phủ đồng ý để trả thêm cái tiền lợi nhuận cho các công ty healthcare. Chính vì vậy mà thị trường chứng khoán đi lên. Do đó mà quý vị thấy trong suốt 2 tuần lễ vừa qua, thị trường chứng khoán đã tạo những cái kỷ lục mới. Tuy nhiên, riêng thứ 6 tuần này thì cái thị trường chứng khoán có đi xuống là bởi vì cái tình trạng thất nghiệp cũng như cái số công ăn việc làm thêm vào trong tháng 3 đã chỉ có 88.000 thay vì 196.000 như người ta tiên đoán trước đây. Tới giờ phút này thì thị trường chứng khoán dù là giảm xuống trong ngày thứ 6 vừa rồi, nhưng mà thị trường chứng khoán nó đã tăng 11.15% trong năm, và Nasdaq tăng 6.11% và S&P 500 tăng 8.91%, tức là nói chung cái thị trường chứng khoán vẫn đi lên trong năm này. Ngoài ra giá vàng đã đi xuống hôm thứ 6 $1,579.80 một ounce, và dầu thô tương đương với $92.70 một barrel, trong khi đồng euro thì nó bằng $1.3004. Nói chung thì tình hình kinh tế Mỹ có vẻ cải thiện, là bởi vì thứ nhất khi thấy vàng đi xuống chứng tỏ rằng là kinh tế có trên đà phục hồi, chính vì vậy dân chúng muốn bỏ tiền ra đầu tư để phát triển thay vì mua vàng để thủ. Ngoài ra dầu thô có đi lên chút ít là do tình hình căng thẳng ở trên thế giới trong 1-2 tuần qua. Và euro đã đi xuống, giá trị của đồng euro đi xuống so với đồng đô la Mỹ là bởi vì tình trạng kinh tế bấp bênh
tại châu Âu, đặc biệt là tại nước Cyprus, tình hình tài chính của các ngân hàng rất là lũng củng, và do đó mà đồng Mỹ Kim đã tăng giá so với đồng euro. Dạ, dạ thưa anh, như vậy thì tình hình địa ốc của Hoa Kỳ có gì khả quan hơn không ạ? Tình hình địa ốc Hoa Kỳ thì rõ ràng là có sự tiến bộ. Sự tiến bộ được tiếp tục từ một vài tháng vừa rồi, thì đặc biệt là số nhà vacation home đó, nhà nghỉ mát đó, thì cái số lượng bán nó tăng lên 10.1% trong năm vừa rồi, và nó chiếm 11% của tổng số các loại nhà đã bán trên thị trường. Ngoài ra giá nhà tăng 8.1% trong tháng giêng vừa rồi, và Fannie Mae là cái công ty mà mua lại các cái loan vay tiền mua nhà đó cũng đã phá kỷ lục về lợi nhuận của họ, là tăng được 17.2 tỷ Mỹ Kim trong năm 2012. Thưa cô Minh Thúy và kính thưa quý khán giả của SBTN. Dạ, xin cảm ơn anh Tạ Cử Hải. Dạ, cảm ơn cô Minh Thúy và cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Tổng kết Kinh tế Tài chánh cuối tuần. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoàn Thiện Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.